Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 138 năm quốc tế lao động 1 tháng 5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Ngọc Quang, chính quỹ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự cống hiến to lớn của các thế hệ tiền bối cách mạng đi trước. Tưởng nhớ đồng bào đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc vì cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Phát huy truyền thống quý báu của dân tộc ta, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố luôn ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo trở thành việc làm thường xuyên hiệu quả. Để mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới, khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ý chí tự cường năng động sáng tạo góp phần xây dựng thành phố cần thơ xứng tầm là trung tâm động lực phát triển dùng đồng bằng sông cửu long